Xin chào tất cả các bạn, trước mắt các bạn là chiếc điện thoại Sony Ericsson TTCK13i. Đây, máy thiết kế tương đối nhỏ gọn, màu bạc. Máy có màn hình 2.6 inch, độ phân giải 30x240 pixel, màn hình TFT. Đây là loa nghe thoại. Bàn phím, ở đây có hai phím tắt là chuyển từ chế độ rung sang nhạc sang chế độ bình thường, các bạn giữ và đè. Đây là phím tắt đến một số ứng dụng. Bàn phím QWERTY hơi nhỏ, sẽ rất là khó khăn cho những người có bàn tay bự, nhưng mà cũng tương đối bấm rất là dễ dàng. Từ cạnh bên, đây là phím tăng giảm âm lượng. Mặt sau của máy là camera 3.2 megapixel. Đây là logo Sony Ericsson. Cái đó là cổng micro USB. Phía trên là jack cắm audio 3.5. Đây là mic thoại. Máy có hỗ trợ wifi, các bạn bấm phím xuống thế này, menu wifi sẽ hiện ra. Tên tắt mở. Mình thấy. Ở đây máy tích hợp cho các bạn là Omega Mini, Facebook và một số ứng dụng, rồi Twitter, Yahoo Mail, Gmail, YouTube, Picasa, Google Talk, Track ID. Như các bạn thấy thì giao diện của máy có một số điểm rất là tương đồng với dòng BlackBerry. Setting, tên chỉnh âm thanh, hình nền. Bluetooth, Wi-Fi. Media của máy, photo, music. Thưa các bạn, đó là một vài điểm cơ bản của chiếc điện thoại Sony Ericsson TST-CK13i. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.